Trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị đến với những nội dung chính sau đây. Phó tướng của bà Harris chỉ trích ông Trump gay gắt. Tòa án Venezuela thúc đẩy chứng nhận kết quả của cuộc bầu cử tổng thống. Mỹ điều ách tà cơ bay 20.000 km không nghỉ. Nga siết chặt cọng kìm ở Toresk, binh sĩ Ukraine hoảng loạn tháo chạy. Ngay bây giờ là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thống đốc Minnesota, ông Tim Walz đã công kích ông Trump gay gắt trong lần đầu ra mắt với tư cách phó tướng của bà Harris ông cho rằng cựu tổng thống đã gây hỗn loạn chia rẽ và chỉ vì lợi ích bản thân ông tim wans nói ông donald trump nhìn thế giới theo cách rất khác ông ấy còn không hiểu điều đầu tiên về phụng sự đất nước vì quá bận phụng sự bản thân đây là sự kiện đầu tiên ông wans ra mắt công chúng với tư cách phó tướng của bà harris trước đám đông ủng hộ ông wans liên tiếp công kích ứng viên đảng cộng hòa donald trump ông wans nói ông ấy giễu cợt luật pháp mỹ gieo rắc hỗn loạn và chia rẽ đó là còn chưa nhắc tới thành tích của ông ấy khi làm tổng thống. Ông Trump chẳng làm gì khi đối mặt với khủng hoảng Covid-19 đẩy nền kinh tế xuống vực, tội phạm bạo lực cũng gia tăng dưới thời ông Trump. Thống đốc bang Minnesota còn nhắc tới những tội ông Trump phạm phải, ám chỉ cựu tổng thống đã bị tuyên có tội làm giả hồ sơ kinh doanh để chi tiền, ém thông tin bất lợi trước thêm cuộc bầu cử năm 2016 cùng nhiều cáo buộc khác. Ngay sau khi phó tổng thống Mỹ Kamala Harris tuyên bố chọn ông Tim Walz làm ứng viên phó tổng thống Đảng Dân chủ, những người ủng hộ ông Donald Trump đã vội vã tìm những lời chỉ trích gay gắt nhất có thể về sự lựa chọn này. Từ những người đăng bài ẩn danh trên mạng xã hội đến các cựu quan chức của ông Trump và những hãng tin cực hữu, họ đều tập trung công kích ứng viên phó tổng thống của Đảng Dân chủ vì ông có nhiều trải nghiệm và hoạt động ở Trung Quốc. Tuy nhiên, ông Isaac Stonefish, giám đốc điều hành của Strategy Risk, một công ty nghiên cứu phân tích mối quan hệ giữa doanh nghiệp với Trung Quốc đã lưu ý rằng chính sách và chuẩn mực của Mỹ từng có giai đoạn tích cực thúc đẩy quan hệ chặt chẽ hơn với Trung Quốc. Theo ông Dennis Simon, cựu phó hiệu trưởng trường Đại học Duke Kunshan tại Trung Quốc, kinh nghiệm của ông Wangs ở Trung Quốc nên được coi là một tài sản. Ông cho biết, ông Wangs đã tích lũy những kinh nghiệm thực tế cần thiết để phát triển các kỹ năng như một nhà ngoại giao, nhà đàm phán và đối tác hợp tác. Kinh nghiệm của ông Wangs có thể giúp chính phủ Mỹ hiểu được suy nghĩ, hành động và ý định của Trung Quốc. Ông Jeffrey Sachs, nhà kinh tế học của Đại học Columbia và là tác giả của cuốn Chính sách đối ngoại mới vượt ra ngoài chủ nghĩa ngoại lệ của Mỹ cho biết, hoàn toàn không có lý do nào để Mỹ và Trung Quốc phải xung đột, đặc biệt là khi sự hợp tác của hai nước có thể giúp giải quyết rất nhiều vấn đề toàn cầu. Ông Trump và ông Biden đều đã hiểu sai về Trung Quốc một cách sâu sắc. Đồng thời ông nói thêm, tôi hy vọng bà Harris và ông Vance sẽ làm tốt hơn Tòa án công lý tối cao TSG Venezuela thông báo đã triệu tập toàn bộ 10 ứng cử viên từng tham gia tranh cử Tổng thống hôm 28 tháng 7 để thúc đẩy quá trình tòa án tiến hành chứng nhận kết quả chính thức của cuộc bầu cử này. Ngoài ra, TSG cũng triệu tập đại diện của 38 đảng chính trị ủng hộ các ứng cử viên tranh cử trên để kiểm tra hồ sơ bỏ phiếu chưa được công bố trước đó. Theo kênh truyền hình nhà nước Venezuela, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Envis Amoroso đã giao biên bản giám sát bầu cử cho TSG nhưng chưa công bố chúng, cũng như biên bản liên quan và bản tuyên bố ông Nicolas Maduro đắc cử Tổng thống nhiệm kỳ 2025-2031. Người đứng đầu TSG chỉ ra rằng tòa án cấp cao nhất sẽ bắt đầu quy trình giám định đối với tài liệu được ký gửi trong thời gian lên tới 15 ngày và có thể gia hạn, sau đó để Hội đồng Bầu cử Quốc gia Venezuela CNE công bố biên bản nhằm làm sáng tỏ những nghi ngờ về kết quả đã được công bố. Trước đó, ngày 2 tháng 8, CNE công bố kết quả kiểm 96,87% số phiếu bầu, trong đó xác nhận Tổng thống đương nhiệm Nicolas Maduro giành chiến thắng với 51,95% số phiếu ủng hộ. Tuy nhiên, ứng cử viên đối lập Edmundo González tuyên bố không công nhận kết quả trên. Ông Maduro đã đệ đơn lên TSG để yêu cầu chứng nhận kết quả của cuộc bầu cử tổng thống diễn ra ngày 28 tháng 7 vừa qua và yêu cầu tòa triệu tập tất cả các tổ chức để so sánh mọi bằng chứng với sự tham gia của chuyên gia ở trình độ kỹ thuật cao nhất liên quan đến kết quả bầu cử. Theo ông, việc triệu tập các ứng viên và đảng phái chính trị cũng như việc yêu cầu tòa án điều tra quá trình bầu cử và các tài liệu liên quan là phù hợp. Trong diễn biến khác, cùng ngày mùng 6 tháng 8, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino đã tái khẳng định sự trung thành tuyệt đối của quân đội nước này với Tổng thống Maduro sau khi ứng cử viên Edmundo González và lãnh đạo phe đối lập Maria Corina Machado kêu gọi lực lượng vũ trang đứng về phía người dân. Trước đó, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Venezuela Tarek William Saab thông báo cơ quan chức năng đã mở một cuộc điều tra hình sự đối với ông Edmundo González và bà Maria Corina Machado với tội danh có các hành vi đe dọa đến hòa bình của đất nước. Đài ABC News mới đây đưa tin, Phó Tổng thống Mỹ, bà Kamala Harris chính thức giành đa số phiếu ủng hộ của các đại biểu trong cuộc bỏ phiếu trực tuyến của Đảng Dân chủ nhằm chọn ứng viên đại diện ra tranh cử tổng thống. Theo thông cáo của Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ DNC, cuộc bỏ phiếu kết thúc vào tối mùng 5 tháng 8 theo giờ địa phương và kết quả vẫn cần được thông qua bởi thư ký đại hội là ông Jason Rê. Theo DNC, bà Harris đã nhận được 4.567 phiếu ủng hộ của các đại biểu. Theo thông cáo chung của Chủ tịch Đảng Dân Chủ Jaime Harrison và Chủ tịch Đại hội Toàn quốc Đảng Dân Chủ Minion Moore, với sự ủng hộ của 99% đại biểu tham gia bỏ phiếu trực tuyến, Phó Tổng thống Harris đã có động lực lịch sử trong khi chúng tôi đang tiến hành các bước cuối cùng nhằm chứng nhận bà ấy là ứng cử viên của đảng. Quyết định hồi cuối tháng 7 của tổng thống Joe Biden khi tạm dừng chiến dịch tái tranh cử và trao ngọn đuốc cho bà Harris vào thời điểm muộn như vậy là điều hầu như chưa từng có trong lịch sử chính trị hiện đại. Việc bà Kamala Harris tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng được đánh giá đã thổi năng lượng và sự phấn khởi vào một đảng dân chủ vốn bị ảnh hưởng bởi cuộc đấu đá nội bộ trong nhiều tuần về tuổi tác của ông Biden, khả năng lãnh đạo thêm 4 năm nữa và các con số thăm dò giảm mạnh. Hiện tại, dù bà Harris đang bám đuổi xích sao ứng viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump trong các cuộc thăm dò, nhưng để bà đắc cử, đó không phải là chuyện dễ. Theo báo Financial Times, ngay cả những thành viên Đảng Dân Chủ lạc quan nhất cũng thừa nhận bà Harris phải đối mặt với con đường treo leo nếu bà muốn đánh bại ông Trump vào tháng 11 tới. Trước đó, New York Times cũng nhận định nếu bà Harris chính thức trở thành ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ thì cũng sẽ không dễ đánh bại ông Trump bên Đảng Cộng hòa. Bởi lẽ tuổi tác của ứng cử viên không phải là mối quan tâm duy nhất mà cử tri nêu ra. Phần lớn cử tri cho rằng hệ thống kinh tế và chính trị trong nước đang gặp vấn đề và rằng họ rất quan ngại về kinh tế và nhập cư. Trong các cuộc thăm dò, cử tri cho biết họ đang tìm kiếm sự thay đổi. Theo hãng tin Reuters, phó tổng thống Mỹ Kamala Harris, ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ, đã chọn thống đốc bang Minnesota Tim Walz là người liên danh tranh cử trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay. Bà Harris thông báo, tôi rất vui khi chia sẻ rằng tôi đã đưa ra quyết định của mình. Thống đốc bang Minnesota Tim Walz sẽ tham gia chiến dịch của chúng tôi với tư cách là người liên danh tranh cử. Ông Walz là một nhà lãnh đạo đã được tôi luyện qua nhiều trận chiến và có thành tích đáng kinh ngạc trong việc hoàn thành mọi việc cho các gia đình Minnesota. Ông Walz, 60 tuổi, từng là thành viên lực lượng vệ binh quốc gia Mỹ trong hai thập niên và là cựu giáo viên. Ông Wans lần đầu được bầu vào Hạ viện Mỹ vào năm 2006, đại diện một khu vực có xu hướng theo đảng Cộng Hòa. Ông làm hạ nghị sĩ 12 năm trước khi được bầu làm thống đốc bang Minnesota vào năm 2018. Với tư cách là thống đốc, ông Wans đã thúc đẩy chương trình nghị sự tiến bộ bao gồm các bữa ăn miễn phí tại trường học, mục tiêu giải quyết biến đổi khí hậu, cắt giảm thuế cho tầng lớp trung lưu và mở rộng chế độ nghỉ phép có lương cho người lao động ở bang Minnesota đội ngũ tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump đã bắt đầu tấn công thống đốc Walz ngay sau khi Phó Tổng thống Harris chính thức công bố phó tướng. Theo đài CNN, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump lập tức gọi bộ đôi này là bộ đôi cánh tả cấp tiến nhất trong lịch sử nước Mỹ. Ông J.D. Vance, phó tướng liên danh cùng ông Trump nói rằng quyết định của bà Harris chọn ông Walz làm nổi bật mức độ cực đoan của nữ phó Tổng thống. Ông Vance nói, vấn đề lớn nhất đối với việc bà Harris chọn ông Walz làm phó tướng tranh cử không nằm ở bản thân ông Vance mà nằm ở bà Harris. Điều đó cho thấy bà ấy sẽ dễ khuất phục trước những thành phần cấp tiến nhất trong đảng dân chủ. Ông Vance chỉ trích ông Vance vì cách xử lý các cuộc biểu tình vào năm 2000. Đảng Cộng hòa cho rằng ông Vance không đủ quyết đoán trong việc chống lại những kẻ bạo loạn khi đó. Bà Harris và ông Vance chưa lên tiếng về các tuyên bố của bộ đôi Trump-Vance. Không đoàn ném bom số 28 của Mỹ ngày 6 tháng 8 thông báo hai oanh tạc cơ B-1B Lancer thuộc phi đoàn ném bom số 34 thực hiện thành công nhiệm vụ Conus đến Conus, không nghỉ từ căn cứ không quân Ellsworth đến khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương vào ngày mùng 1 đến mùng 2 tháng 8 và cho biết thêm rằng các phi cơ đã di chuyển tổng cộng hơn 20.000 km tính cả quãng đường đi và về. Không đoàn 28 cho biết trong nhiệm vụ kéo dài hơn 31 giờ này, hai chiếc Lancer đã phối hợp với các đồng minh và đối tác của Mỹ trong khu vực để tăng cường an ninh toàn cầu, chứng minh khả năng sẵn sàng của đơn vị và hoạt động huấn luyện cần thiết để phản ứng lại các cuộc khủng hoảng hoặc thách thức tiềm tàng trên thế giới. Theo dữ liệu theo dõi hàng không nguồn mở, hai oanh tạc cơ Mỹ đã tiếp nhiên liệu trên không trên đảo Vancouver của Canada trong chiều đi và làm điều tương tự gần Alaska trong chiều về. Không đoàn số 28 cho biết nhiệm vụ được tiến hành nhằm răn đe đối thủ, đảm bảo an ninh cho các quốc gia đồng minh và đối tác, tăng cường khả năng tương tác duy trì và chứng minh sự sẵn sàng trên toàn cầu. Chuyến bay không nghỉ của oanh tạc cơ Mỹ được tiến hành sau khi Trung Quốc và Nga hồi tháng 7 thực hiện chuyến tuần tra chung tầm xa tương tự. Các oanh tạc cơ của Bắc Kinh và Moscow được cho là xuất phát từ sân bay quân sự Anadia ở miền Đông Nga và đã tiến vào vùng nhận dạng phòng không Aziz, Alaska, chỉ cách bờ biển Mỹ khoảng 320 km, khiến nước này và Canada phải điều máy bay giám sát. Ở diễn biến khác, Trước đó, theo Business Insider, các bức ảnh do quân đội Mỹ đăng tải cho thấy các phi công tham gia cuộc tập trận với sự góp mặt của các máy bay vận tải MC-130G và C-17. Kể từ đầu năm 2020, Bộ Chỉ huy Cơ động Trên không AMC đã tiến hành một loạt cuộc thử nghiệm thả các bệ tên lửa hành trình thật và mô phỏng từ các máy bay chở hàng như C-17 và MC-130G. Cuộc tập trận nằm trong khuôn khổ sáng kiến mang tên Rapid Dragon – của không quân Mỹ nhằm xem xét tính khả thi và lợi ích tác chiến của việc dùng các máy bay vận tải sẵn có để triển khai vũ khí tầm xa. Giới chức Mỹ cho biết máy bay vận tải MC-130G và C-17 được chọn để tham gia sáng kiến Rapid Dragon vì việc hoán cải chúng thành oanh tạc cơ không yêu cầu phải chỉnh sửa hay huấn luyện nhiều như với các dòng khác. Trung tướng Jim Sliff, người khi đó là phó tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Chiến dịch Đặc biệt Mỹ, SOCOM, nói rằng Lợi thế ở giải pháp này là chúng không phải đòi hỏi phải tiến hành bất kỳ sửa đổi nào với máy bay. Phi hành đoàn cũng không cần phải tham gia bất kỳ khóa huấn luyện đặc biệt nào cả. Vào tháng 9 năm 2023, Bộ Tư lệnh Cơ động Trên Không đã phóng một tên lửa hành trình tầm xa không đối đất chung từ máy bay C-17 Globemaster 3 trong một cuộc tập trận ở Ấn Độ, Thái Bình Dương. Mỹ đã thử nghiệm thành công việc đưa các bệ phóng tên lửa đạn đạo lên máy bay ném bom. Báo Ivestia dẫn thông tin từ Đại sứ quán Mexico cho biết, Mexico đã gửi lời mời Tổng thống Nga Vladimir Putin đến dự lễ tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống Claudia Sheinbaum vào ngày 1 tháng 10. Bản tin dẫn lời đại diện Đại sứ quán Mexico tại Nga cho biết, lời mời Nga tham dự lễ nhậm chức của Tổng thống Sheinbaum đã được gửi đến Tổng thống Putin. Ivestia đưa tin, Tổng thống Putin sẽ quyết định có đích thân tham dự buổi lễ hay sẽ cử một quan chức cấp cao thay mặt. Ivestia viết rằng, Mexico giữ lập trường trung lập về khủng hoảng Ukraine và các chuyên gia tin rằng bà Siin Baum sẽ tiếp tục chính sách đối ngoại của người tiền nhiệm Andres Manuel Lopez Obrador. Bộ Ngoại giao Mexico sau đó cho biết, chính phủ đã gửi công hàm ngoại giao tới tất cả quốc gia thiết lập mối quan hệ với Mexico, cũng như các tổ chức quốc tế mà Mexico là thành viên, để mời dự lễ nhậm chức. Năm 2023, Tòa án Hình sự Quốc tế ICC ban lệnh bắt Tổng thống Putin liên quan đến kế hoạch quân sự ở Ukraine. Nga không phải thành viên của ICC nhưng Mexico là thành viên của tòa án này. Tuy nhiên, Mexico và Nga vẫn duy trì quan hệ gần gũi. Tổng thống Putin chúc mừng bà Xiom Baum sau khi bà giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 6, khẳng định Mexico là đối tác hữu nghị lâu đời của Nga ở Mỹ Latinh. Bộ ngoại giao Mexico sau đó cũng không trả lời câu hỏi liệu việc Mexico là thành viên ICC có ảnh hưởng đến khả năng tổng thống Putin dự lễ nhậm chức của tổng thống Xiom Baum hay không. Ngoài ông Putin, hồi tháng 6, Reuters dẫn thông báo của ICC cho biết ICC đã ban hành lệnh bắt về hai lãnh đạo quân đội Nga. Các thẩm phán ICC tuyên bố có cơ sở pháp lý để tin rằng Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga, Đại tướng Valery Gerasimov và cựu Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Sergei Shogu phải chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công tên lửa do lực lượng vũ trang Nga thực hiện nhằm vào cơ sở hạ tầng điện Ukraina. Theo ICC, những cuộc tấn công này nhằm vào các mục tiêu dân sự và ngay cả khi các mục tiêu có thể coi là quân sự, thiệt hại dân sự rõ ràng là lớn át lợi ích quân sự. Hội đồng an ninh Nga tuyên bố việc ICC phát lệnh bắt là vô nghĩa. Moscow đã nhiều lần tuyên bố rằng cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine là mục tiêu quân sự hợp pháp và phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào dân thường hoặc cơ sở hạ tầng dân sự. Ukraine cũng không phải là thành viên ICC nhưng đã trao quyền tài phán cho ICC để truy tố các tội phạm xảy ra trên lãnh thổ của mình. Mỹ cho biết nước này có kế hoạch triển khai máy bay ném bom thường xuyên hơn tới Australia theo the guardian thông báo trên được đưa ra sau các cuộc hội đàm thường niên giữa ngoại trưởng và bộ trưởng quốc phòng hai nước diễn ra tại annapolis maryland mỹ cuộc hội đàm dựa trên xu hướng lâu dài về việc tăng cường luân chuyển quân mỹ tới australia cũng như các động thái nâng cấp căn cứ quân sự của australia bố trí lại các thiết bị quân sự của mỹ ở australia Tại cuộc gặp lần này, Australia tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với Mỹ trong lĩnh vực quốc phòng và công nghệ quốc phòng. Phó thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Australia, Richard Marles khẳng định có nhiều cơ hội để các công ty của Australia tham gia vào chuỗi cung ứng công nghệ quốc phòng tại Mỹ. Bên cạnh đó, Australia cũng ủng hộ sự hiện diện ngày càng tăng của quân đội Mỹ tại nước này trong tất cả các không gian từ đất liền, trên biển, trên không và trên cả không gian mạng. Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles nhấn mạnh, sự hiện diện của quân đội Mỹ mang lại cơ hội lớn để Australia cùng hợp tác với các nước trong khu vực. Điều này hiện đang cho phép chúng tôi thực hiện nhiều hoạt động chiến dịch và các cuộc tập trận chung với các đối tác. Ví dụ như việc chúng tôi cam kết thực hiện nhiều hơn nữa cuộc tập trận ba bên với Nhật Bản. Đồng thời chúng tôi cũng thảo luận về việc nâng cao nhận thức về hàng hải không chỉ với Nhật Bản mà còn với cả Philippines và Ấn Độ tại cuộc họp ngoại trưởng australia pennigong cho biết sự đảm bảo an ninh của mỹ trong khu vực ấn độ dương thái bình dương đã góp phần tạo dựng sự thịnh vượng ở đây và cơ chế ausmin là một cơ hội khác để hai nước thảo luận cách vượt qua các thách thức và củng cố sự hợp tác cho phù hợp với bối cảnh hiện tại để không chỉ mang lại lợi ích cho hai nước mà cho cả khu vực nơi người dân hai nước đang sinh sống các cuộc hội đàm hàng năm được gọi là tham vấn cấp bộ trưởng Australia, Mỹ viết tắt là Ausmin. Chính phủ Australia mô tả Mỹ là đồng minh thân cận nhất và đối tác an ninh chính. Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris, ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ và người đồng hành tranh cử, thống đốc bang Minnesota Tim Walz đã lần đầu tiên tiến hành chiến dịch tranh cử tại thành phố Philadelphia, bang Pennsylvania vừa qua. Hoạt động này đánh dấu sự mở màn của chuyến vận động tranh cử kéo dài nhiều ngày ở các ban chiến địa vốn có thể quyết định kết quả của cuộc đua vào Nhà Trắng trong tháng 11 tới. Phát biểu trước đám đông hơn 10.000 người tại Đại học Temple thuộc thành phố trên, bà Harris đã đề cao sự hiểu biết và tri thức của ông Juan khi là cựu thành viên lực lượng vệ binh quốc gia Mỹ và là cựu giáo viên. Khi bày tỏ tin tưởng ông Juan sẽ giành được sự ủng hộ của đông đảo cử tri để trở thành Phó Tổng thống Mỹ vào tháng 11. Bà Harris khẳng định thống đốc bang Minnesota sẽ là người truyền cảm hứng cho người dân Mỹ ấp ủ những hoài bão lớn lao. Tuy nhiên, một cuộc thăm dò của NPR, BBS, Maris công bố vừa qua cho biết, trước khi bà Harris chọn ông Tim Wan cùng đồng hành tranh cử, cho thấy đa số người Mỹ không biết nhiều về nhân vật này. Dẫn kết quả thăm dò tại Washington cho thấy có 71% người Mỹ nói rằng họ chưa bao giờ nghe tới tên của ông Wan hoặc không có ý kiến gì về vị thống đốc 60 tuổi này cũng trong cùng cuộc thăm dò 53% số người được hỏi thừa nhận họ chưa từng biết tới thống đốc bang Pennsylvania Joseph Shapiro, một trong hai ứng cử viên trong danh sách lựa chọn cuối cùng mà bà Harris xem xét để đứng cùng liên danh, có 25% ý kiến ủng hộ nhân vật này. Điều này có ý nghĩa rằng Đảng Dân chủ sẽ phải nỗ lực giới thiệu ông quan với công chúng trong những tuần lễ tới, bởi nhiều cử tri bây giờ mới biết tới tên tuổi của ông lần đầu. Đảng Cộng hòa cũng sẽ có động thái tương tự nhưng theo hướng ngược lại, tập trung chỉ trích nhằm làm mất uy tín ứng viên phó tổng thống của Đảng Dân chủ. Theo cuộc thăm dò của Morning Consult vào tháng 7 vừa qua, về 50 thống đốc của bang, ông Tim Quan nổi tiếng ở bang nhà Minnesota và được lòng dân chúng địa phương. Có 54% cử tri đã đăng ký bỏ phiếu ở Minnesota, hài lòng với thành tích của ông Quan trên cương vị thống đốc bang, trong khi 40% không hài lòng. Việc bà Harris chọn ông Wan làm người đồng hành là động thái mới nhất trong cuộc đua vào Nhà Trắng đang ngày càng gây cấn. Tuy nhiên, bầu không khí chính trị dường như có phần đang giúp ích cho phe Dân Chủ, mặc dù các cuộc thăm dò vẫn cho kết quả rất xích sao. Chảo lửa Trung Đông đang sụp sôi hơn bao giờ hết. Khi Iran và đồng minh thông báo sẽ tấn công Israel để trả thù vụ ám sát lãnh đạo phe trục kháng chiến, là thủ lĩnh chính trị của Hamas, ông Ismail Haniyeh và chỉ huy cấp cao của Hezbollah, ông Fuad Sok. Về phía Israel, trong cuộc họp nội các vừa qua, thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định nước này đang trong cuộc xung đột đa mặt trận, đồng thời bày tỏ rằng Israel đã chuẩn bị mọi kịch bản và sẵn sàng đối phó với bất kỳ tình huống nào. Tuy nhiên, ông Sayed Hassan Nasrallah, thủ lĩnh Hezbollah, phát biểu trong một buổi lễ ở thủ đô Beirut của Liban mới đây rằng Israel không còn hùng mạnh như quá khứ, cả năng lực phòng thủ của họ cũng vậy. Họ đang phải cầu cứu phương Tây, Mỹ, châu Âu và các quốc gia Ả Rập. Dấu hiệu cho thấy danh tiếng của Israel đang xuống dốc. Ông nói, các trung tâm chỉ huy, lá chắn vòm sắt, David Sling cùng mạng lưới vệ tinh của Mỹ đều trong trạng thái báo động cao, nhưng vẫn để tên lửa lao xuống khu vực phía đông thành phố Acre. Thủ lĩnh Hezbollah nói thêm rằng, Israel phải trông chờ vào sự bảo vệ của phương Tây khi đối mặt với những cuộc tấn công tiềm tàng từ Iran và các nhóm vũ trang trong trục kháng chiến. Ông cho hay, khi nói về phản ứng của Iran, Hezbollah và Yemen, quân đội Mỹ phải lập tức triển khai bảo vệ Israel. Ông Nasrallah lưu ý rằng, phản ứng của Hezbollah luôn mạnh mẽ, hiệu quả và có tác động lớn. Cho biết, Hezbollah có thể tự mình đáp trả Israel hoặc phối hợp với các nhóm Hồi giáo khác ở Trung Đông. Lãnh đạo Hezbollah nói thêm, tất cả chúng ta có thể phản ứng cùng lúc, hoặc có thể tốt hơn là mỗi nhóm sẽ phản ứng theo cách thức và mục tiêu phù hợp. Theo ông Nasrallah, Iran và Hezbollah sẽ đáp trả và đối phương sẽ chờ đợi. Bắt đối phương phải chờ đợi là một phần của hình phạt. Ngay trước khi ông Nasrallah đưa ra các phát biểu trên, một số máy bay chiến đấu đã lao xuống thấp trên bầu trời Beirut, gây ra một loạt tiếng nổ siêu thanh khiến mọi người phải tìm nơi ở náu. Ông Nasrallah mô tả diễn biến trên là sự thách thức từ Israel. Phía Israel chưa bình luận về vụ máy bay chiến đấu, cũng như bài phát biểu của ông Nasrallah. Iran sở hữu một trong những mạng lưới phòng không dày đặc nhất ở Trung Đông. Điều này có thể hữu ích nếu Israel đánh phủ đầu để ngăn chặn cuộc tấn công của Iran nhằm trả đũa vụ ám sát thủ lĩnh chính trị Hamas Ismail Haniye ở Teheran. Iran đã phát triển và sản xuất nội địa một loạt hệ thống phòng không và radar tinh vi trong nhiều năm, bao gồm cả những hệ thống mới được công bố trong năm nay. Đầu tiên phải kể đến hệ thống phòng không tầm ngắn Night đã được thử nghiệm thành công trong cuộc tập trận của lực lượng không gian vũ trụ thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran hồi tháng 1 năm 2024. Được thiết kế để chống lại các mối đe dọa ở tầm thấp, bao gồm tên lửa hành trình và máy bay không người lái UAV, cũng như các loại vũ khí do máy bay đối phương bắn ra Bệ phóng của Day được đặt trên khung gầm di động của hệ thống tên lửa phòng không tầm trung cơ động Chevom Kodat. Hệ thống Chevom Kodat từng bắn hạ UAV RQ-4 Global Hawk của Mỹ ở eo biển Hormuz, ở eo biển Hormuz năm 2019 sau khi nó xâm phạm không phận của Iran. Day có thể đồng thời theo dõi tới 32 mối đe dọa trên không. Tên lửa của hệ thống này được dẫn đường từ mặt đất và được thiết kế để có thể hoạt động trong môi trường bị áp chế điện tử. Hệ thống chống tên lửa đạn đạo Aman được công bố vào tháng 2 năm 2024. Aman được thiết kế để đối phó với một loạt mối đe dọa bao gồm tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và tên lửa chống bức xạ tầm ngắn, bom dẫn đường, UAV trực thăng và máy bay chiến đấu hiện đại của Israel cũng như Mỹ. Hệ thống này được cho là có radar tinh vi, chủ động hoặc thụ động, với góc quan sát 360 độ và khả năng xác định và theo dõi tới 24 mục tiêu ở phạm vi 200 km, đánh chặn trong phạm vi 150 km ở độ cao lên tới 27 km thần sấm Azarak cũng được ra mắt vào tháng 2. Hệ thống phòng không tầm ngắn, tầm thấp dạng mô đun Azarak có kích thước nhỏ gọn, khối lượng nhẹ, có thể lắp đặt trên các phương tiện cơ giới quân sự và dân sự khác nhau. Bốn tên lửa sẵn sàng chiến đấu của hệ thống này là loại tự dẫn đường. Do có thiết kế mô đun, ngoài xe tải, về mặt lý thuyết, Azarak cũng có thể triển khai trên các tàu chiến hoặc địa điểm cố định. Hồi tháng 4, Iran trình làng phiên bản mới của Bava 373, một hệ thống tên lửa đất đối không và chống đạn đạo tầm xa di động. Bava 373 ra mắt vào năm 2019 và được quảng cáo là tương tự S-300 của Nga. Bava 373 được trang bị 3 loại tên lửa khác nhau để vô hiệu hóa các mục tiêu ở độ cao khác nhau. Nó có khả năng phát hiện tới 100 mục tiêu, theo dõi 60 mục tiêu và tấn công 6 mục tiêu cùng lúc. Bava 373 phiên bản nâng cấp, được cho là có tên lửa đánh chặn nhiên liệu rắn 2 tầng, Sayyad 4B, đã được sửa đổi và có khả năng đánh chặn các mục tiêu trên không trong phạm vi từ 300 đến 400 km ở độ cao lên đến 120 km. Hiện chưa có thông tin cụ thể Iran sở hữu bao nhiêu hệ thống phòng không tiên tiến mỗi loại. Iran vốn kín tiếng về quy mô sản xuất quốc phòng nhưng lại được đánh giá là một trong những ngành công nghiệp quốc phòng lớn nhất ở Trung Đông. Kết hợp với tiềm năng khoa học và công nghệ, Iran có thể được xếp trong top 10 thế giới ở một vài chỉ số. Điều đó có nghĩa là ngay cả khi chỉ sở hữu số lượng hạn chế các hệ thống phòng không nói trên, nhưng nếu được đặt ở các khu vực chiến lược quan trọng và phối hợp với các hệ thống hiện có, chúng vẫn có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng tấn công của đối phương. Security Media Cell, cơ quan truyền thông trực thuộc Bộ Tư lệnh Tác chiến Trung Iraq cho biết, căn cứ Ain al-Assad mới đây đã bị trúng hai quả tên lửa. Vụ việc đã khiến 5 quân nhân Mỹ và hai nhà thầu bị thương. Theo nguồn tin, lực lượng an ninh Iraq đã khẩn trương triển khai tìm kiếm khu vực xung quanh và phát hiện một chiếc xe tải chở 8 quả tên lửa sẵn sàng khai hỏa ở thị trấn Haditha, cách thủ đô Baghdad khoảng 200 km về phía tây bắc. Các chuyên gia chất nổ đã tháo rỡ toàn bộ số tên lửa này. Lực lượng an ninh đang tiếp tục truy tìm thủ phạm vụ tấn công. Trong tuyên bố, quân đội Iraq nhấn mạnh phản đối mọi hành động tấn công liều lĩnh nhằm vào các căn cứ quân sự của nước này, các phái bộ ngoại giao, văn phòng của các cố vấn liên quân quốc tế, cũng như mọi hoạt động có thể gây căng thẳng trong khu vực. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết, nước này sẽ không dung thứ cho các vụ tấn công vào quân đội Mỹ ở Trung Đông sau khi vụ bắn tên lửa ở Iraq làm 5 quân nhân Mỹ và hai nhà thầu bị thương. Vụ tấn công trên là vụ thứ ba chỉ trong hơn 3 tuần nhằm vào căn cứ Ain al-Assad ở miền Tây Iraq, nơi có quân đội Mỹ cũng như các quân nhân khác từ liên minh do Mỹ đứng đầu chống lại tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng. Nhà Trắng cho hay Tổng thống Mỹ Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris đã được báo cáo về vụ tấn công nói trên. Theo AFP dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết, cuộc tấn công bằng rocket nói trên xảy ra sau khi lực lượng Mỹ trong tuần trước thực hiện một cuộc tấn công vào những đối tượng đang cố gắng phóng máy bay không người lái, bị xem là mối đe dọa đối với binh sĩ Mỹ và đồng minh. Một số nguồn tin từ Iraq cho hay, cuộc tấn công do Mỹ tiến hành đã khiến 4 người thiệt mạng. Đó là cuộc tấn công đầu tiên của lực lượng Mỹ tại Iraq kể từ tháng 2. Đã có hai cuộc tấn công gần đây nhắm vào các căn cứ có binh sĩ Mỹ và đồng minh đồn trú tại Iraq. Trước đó, quân đội Mỹ tại Iraq và Syria không bị nhắm mục tiêu kể từ tháng 4, nhưng các cuộc tấn công nhắm vào họ phổ biến hơn nhiều trong vài tháng đầu của cuộc xung đột Hamas Israel ở Gaza. Trong thập kỷ qua, hệ thống phòng không của Israel, đặc biệt là Vòm Sắt, đã cung cấp cho Israel thời gian và sự bảo vệ để không phải vội vã tham gia vào các cuộc xung đột ở Gaza. Tuy nhiên, theo Sputnik News, tờ Wall Street Journal mới đây nhấn mạnh, hệ thống phòng thủ tên lửa nói trên của Israel sẽ không thể bảo vệ người dân khỏi một số máy bay không người lái UAV và tên lửa của Iran. Wall Street Journal nhận định, hệ thống vòng sắt cho phép Israel bắn hạ tên lửa tầm ngắn và bảo vệ các khu vực đông dân khỏi các cuộc tấn công của phong trào Hồi giáo Hamas, nhưng năng lực của Iran và phong trào Hezbollah của Liban ở một cấp độ khác. Quá trình phát triển vòng sắt lần đầu tiên được triển khai vào năm 2007, sau đó là các cuộc thử nghiệm vào năm 2008 và 2009. Những bệ phóng của hệ thống vòm sắt đầu tiên đã được triển khai vào năm 2011. Hệ thống này đã được nâng cấp nhiều lần kể từ đó. Vòm sắt được thiết kế để bắn hạ các tên lửa đang bay tới. Nó được trang bị radar phát hiện tên lửa, sau đó sử dụng hệ thống chỉ huy và kiểm soát để tính toán nhanh xem liệu một quả đạn bay tới có gây ra mối đe dọa hay có khả năng bắn trúng khu vực không có người ở hay không. Nếu tên lửa gây ra mối đe dọa, vòm sắt sẽ bắn tên lửa từ mặt đất để đánh chặn chúng trên không. Đối với những người ở trên mặt đất, Việc đánh chặn trực tiếp nghe giống như một tiếng nổ lớn và đôi khi có thể cảm nhận được từ mặt đất. Theo Raytheon và Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, có 10 khẩu đội vòm sắt hiện nay được triển khai trên khắp Israel, mỗi khẩu đội bao gồm từ 3 đến 4 hệ phóng. Chính phủ Mỹ đã chi hơn 2,9 tỷ đô la Mỹ cho chương trình vòm sắt. Wall Street Journal nói rằng một hệ thống phòng không lớn hơn đã được tạo ra với sự tham gia của Washington, bao gồm lực lượng không quân của Mỹ, Israel và các quốc gia khác, cũng như các hệ thống radar của các quốc gia láng giềng, Đồng thời cho biết thêm rằng hoạt động của hệ thống này chủ yếu do bộ tư lệnh trung tâm Mỹ điều phối. Các nguồn tin nói với tờ Washington Post rằng Israel đã thông báo với Mỹ rằng nước này đứng sau vụ ám sát thủ lĩnh chính trị Hamas, Ismail Haniyeh, ngay sau khi vụ tấn công xảy ra. Theo nguồn tin, ông Haniyeh, nhà đàm phán chính của nhóm vũ trang Palestine trong các cuộc đàm phán ngừng bắn gián tiếp với phái đoàn Israel, đã bị ám sát tại Tehran. Vài giờ sau khi tham dự lễ nhậm chức của tân tổng thống Iran, Masoud Pezeshkian. Vụ việc này đã làm gia tăng thêm căng thẳng trong khu vực, vì Iran đã thề sẽ trừng phạt Israel một cách nghiêm khắc. Những người thân cận với chính quyền của tổng thống Mỹ Joe Biden nói với tờ Washington Post rằng giới chức nhà trắng đã ngạc nhiên và phẫn nộ khi nhận được thông tin về vụ ám sát thủ lĩnh Hamas. Theo các nguồn tin, Washington tin rằng động thái của chính quyền Israel là một thất bại trong nỗ lực do Mỹ dẫn đầu nhằm đạt được lệnh ngừng bắn ở Gaza nơi giao tranh vẫn tiếp diễn kể từ khi Hamas bất ngờ tấn công Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Về mặt công khai, chính phủ của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho đến nay không xác nhận cũng không phủ nhận trách nhiệm về vụ ám sát đồng Haniye. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken khẳng định Washington không biết và không liên quan đến vụ ám sát, mặc dù Israel là đồng minh thân cận nhất của nước này ở Trung Đông. Các nguồn tin của tờ Washington Post cũng tiết lộ mâu thuẫn giữa Mỹ và Israel ngày càng gia tăng sau vụ ám sát ông Haniye. Một quan chức Israel mô tả cuộc điện đàm giữa ông chủ Nhà Trắng với Thủ tướng Netanyahu diễn ra ngay sau vụ ám sát ông Haniye là căng thẳng. Hiện tại không có dấu hiệu nào cho thấy ông Biden sẵn sàng gây áp lực đáng kể lên Israel để kiềm chế các hành động của nước này. Thay vào đó, Mỹ đã triển khai thêm các khí tài quân sự, bao gồm một phi đội máy bay phản lực F-22 và tàu khu trục hạm đến khu vực này để hỗ trợ Israel, đáp trả sự trả đũa có thể xảy ra của Iran. Theo trang tin Ngoại trưởng Blinken đã cảnh báo các đồng minh, nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 rằng Iran và Hezbollah có thể tấn công Israel để đáp trả vụ ám sát thủ lĩnh Hamas và chỉ huy cấp cao của Hezbollah. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanani cũng tuyên bố Iran không muốn gia tăng căng thẳng trong khu vực nhưng cần phải trừng phạt Israel để ngăn chặn tình trạng bất ổn hơn nữa sau vụ ám sát thủ lĩnh Haniye của Hamas tại Tehran. Washington Post Dẫn lời các quan chức cấp cao nhà trắng nói rằng, nỗ lực ngoại giao của Mỹ tại Trung Đông dường như đã mang lại kết quả, khiến Iran kiềm chế và xem xét lại kế hoạch tấn công Israel để trả đũa vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh ở Tehran. Cụ thể, nhà trắng đã sử dụng các kênh đối thoại hậu trường như chuyển tin nhắn qua đại sứ quán Thụy Sĩ ở Tehran và phái bộ Iran ở Liên Hợp Quốc để thuyết phục nước này kiềm chế. Các thông điệp của Mỹ nhấn mạnh nguy cơ bùng phát xung đột toàn diện là đặc biệt lớn có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng với sự ổn định của chính quyền tân tổng thống Iran, Masoud Pezeshkian. Mỹ cũng tăng sức ép quân sự bằng cách điều động tiêm kích tàng hình F-22 và nhóm tác chiến tàu sân bay đến gần Israel nhằm đề phòng trường hợp nỗ lực ngoại giao thất bại. Một quan chức cấp cao của Nhà Trắng nói, Iran hiểu rõ rằng Mỹ không hề nao núng trong việc bảo vệ lợi ích, đối tác và người dân của chúng tôi. Chúng tôi đã điều một lượng lớn tài sản quân sự đến khu vực này để khẳng định nguyên tắc đó. Mặc dù Iran ban đầu cáo buộc Israel phóng tên lửa ám sát ông Haniyeh trong một nhà khách ở Tehran. Nhưng các quan chức Mỹ cho biết, Iran dường như đã chấp nhận giả thuyết cho rằng căn phòng của ông Haniyeh bị gài bom. Điều này cũng có thể đã khiến Iran thay đổi kế hoạch đáp trả của mình. Trong khi đó, các quan chức Nhà Trắng cho biết phong trào Hezbollah vẫn rất khó đoán. Dù vậy, nguy cơ gia tăng căng thẳng dẫn đến xung đột tại Trung Đông vẫn ở mức cao, nhất là khi lực lượng Hezbollah, đồng minh của Iran tại Liban vẫn là yếu tố rất khó đoán định. Bên cạnh đó, phía Nga cũng đã bắt đầu gửi các hệ thống phòng không và radar tiên tiến của nước này tới Iran trong bối cảnh lo ngại căng thẳng gia tăng thành một cuộc xung đột toàn diện trong khu vực. Theo thời báo Moscow, truyền thông địa phương Iran đưa tin, Tehran đã yêu cầu Moscow cung cấp các hệ thống phòng không. Tiết lộ với tờ New York Times sau đó, hai quan chức Iran giấu tên không chỉ xác nhận yêu cầu của nước này, mà còn khẳng định việc chuyển giao đã được triển khai sau khi thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu tới Tehran vừa qua. Bài viết của New York Times không nêu rõ Iran đã yêu cầu Nga cung cấp thiết bị gì hoặc đã được chuyển giao những gì. Hiện Iran đã có một số hệ thống phòng không S-300 do Nga sản xuất. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định nước này không hề tìm cách mở rộng phạm vi xung đột và khủng hoảng trong khu vực. Song cảnh báo, Israel chắc chắn sẽ nhận được những hình phạt thích ứng cho những tội ác của mình. Từ cuối tháng 7 cho đến nay, tốc độ tiến công của Nga trái ngược hoàn toàn với những thành quả chậm nhưng ổn định mà Moscow đã được từ đầu năm ở khu vực Donetsk. Điều này đang đặt Ukraine vào tình thế đáng lo ngại. Các nhà phân tích quân sự nhận định, những thành quả nhanh chóng trên phản ánh năng lực được cải thiện của Moscow trong việc khai thác các sơ hở trong phòng tuyến Ukraine hiện đang bị dàn mỏng do thiếu lực lượng và đứng trước sức ép của các cuộc tấn công liên tục dọc tiền tuyến dài hơn 1.000 km. Riêng đối với mặt trận Donetsk, tại New York, quân đội Nga đã tiến ít nhất 1 km về phía Bắc, chiếm phần lớn thị trấn. Có thông tin cho rằng quân đội Ukraine đã hoảng loạn tháo chạy khỏi vòng vây hãm của Nga để rút lui về phía Bắc. Trong khi đó, ở Toresk, lực lượng Moscow đã giành thắng lợi trong ngày thứ hai liên tiếp, mở rộng vùng kiểm soát tại phía bắc khu mỏ ở Pivnichne. Trước đó, tờ Rossiyskaya Gazeta cho biết, các đơn vị của lữ đoàn súng trường cơ giới cận vệ độc lập số 132 của quân đội Nga đã đánh lừa lực lượng Ukraine và đột phá vào Toresk. Nói với phóng viên chiến trường Nga, Semyon Pegov, chỉ huy tiểu đoàn Lavina, biệt danh Ostap cho biết, sau khi phát hiện mình bị đánh lừa, Lực lượng Ukraine đã bắt đầu rút lui thành từng nhóm lớn vào sâu bên trong thành phố để phòng thủ. Thời điểm đó, lữ đoàn 95 cùng các tiểu đoàn phòng thủ khác của Ukraine đã có cuộc giao tranh ác liệt với quân đội Nga trong thành phố. Trong khi các binh sĩ của lữ đoàn 53 Ukraine có một số binh sĩ đầu hàng. Kênh Telegram quân sự Ua Correspondent Observation Spring của Nga ngay sau đó đã công bố danh tính và hình ảnh của 9 binh sĩ trong số này. Theo tờ Rossiya Gazeta tại Toresk, lực lượng Nga vừa qua đã sử dụng cùng một chiến thuật như ở Adipka, bao vây quân Ukraine từ ba phía, khiến đối phương suy kiệt và tích cực sử dụng bom lượn đường không. Cho tới nay, chiến thuật này đang cho thấy hiệu quả rõ rệt và quân đội Nga vẫn tiếp tục pháo kích vào nhiều nơi trên khắp Ukraine, trong đó đáng chú ý nhất là ở tỉnh Kharkov. Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky cho biết, Nga đã tấn công tên lửa vào trung tâm thành phố Kharkov, nghi là có sử dụng tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander. Ngoài ra, trong khu vực Kherson, lực lượng Kiev đã nhiều lần cố gắng tiếp cận khu vực Tendra Speed bằng một số xuồng cao tốc Tuy nhiên, các đợt đột kích này đều bị đẩy lùi. Sau khi chịu tổn thất nặng nề, những chiếc xuồng còn lại đã rút lùi. Nga mới đây tuyên bố rằng các lực lượng Ukraine đã nỗ lực thực hiện một trong những cuộc đột kích lớn nhất vào lãnh thổ Nga kể từ khi nổ ra xung đột Nga-Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Phía Nga cũng đồng thời cho biết lực lượng quân nhân và an ninh liên bang Nga đã đẩy lùi cuộc tấn công này. Một phụ nữ đã thiệt mạng và 13 người khác bị thương trong cuộc pháo kích dữ dội. Theo Bộ Quốc phòng Nga có tới 300 binh sĩ Ukraine thuộc lữ đoàn cơ giới 22 với sự yểm trợ của 11 xe tăng và hơn 20 xe thiết giáp chiến đấu đã tổ chức tấn công các đơn vị biên phòng của Nga gần Nikolaevo, Darino và Olesnya ở tỉnh Kursk vào khoảng 8 giờ sáng giờ địa phương. Phía Nga cho biết họ đã phản kích và gây thiệt hại cho đối phương thông qua việc sử dụng hiệu quả lực lượng không quân. Điều đáng chú ý là một phù hiệu mới đã được phát hiện trên các phương tiện của lực lượng vũ trang Ukraine là một hình tam giác màu trắng. Ukraine thường xuyên dùng pháo tầm xa để đánh vào mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga, nhưng những cuộc tiến công sử dụng bộ binh và xe thiết giáp như thế này là tương đối hiếm. Quyền thống đốc tỉnh này, Alexei Smirnov, viết trên mạng xã hội Telegram rằng tình hình khó khăn và ông kêu gọi cư dân hãy trú ẩn trong phòng có tường chắc chắn và không có cửa sổ. Đáng chú ý, Bộ Quốc phòng Nga dường như đã xóa một đăng tải trước đó của họ với nội dung nói rằng một nhóm phá hoại ngầm của Ukraine đã hứng chịu thương vong lớn và phải rút về Ukraine. Quân đội Nga cũng cho biết họ đã triển khai một nhóm tác chiến dự bị tới khu vực trên và tuyên bố đã phá hủy được 16 xe thiết giáp của đối phương. Trong khi đó, giới chính trị và quân sự Ukraine chưa đưa ra bình luận nào về vụ tấn công trên do họ áp dụng chính sách không xác nhận hoặc phủ nhận hoạt động quân sự trên đất Nga. Tuy nhiên, ông Andriy Kovalenko, một quan chức cấp cao thuộc Hội đồng Quốc phòng An ninh của Ukraine, đã bóng gió rằng Nga đang phát ngôn không đúng về việc họ chặn được lực lượng Ukraine đột kích xuyên biên giới Nga. Ông này viết trên Telegram, Nga không kiểm soát được biên giới. Truyền thông Nga và các blogger quân sự thân Kremlin viết trên Telegram rằng xung đột vẫn đang diễn ra khốc liệt. Giao tranh diễn ra trong cả ngày giữa các ngôi làng biên giới là Nikolaevo, Darino và Olesnia ở tỉnh Kursk và nằm sâu trong lãnh thổ Nga tới 10 km. Thông cáo của ông Smirnov, quyền thống đốc Kursk cho biết 26 UAV đã bị bắn hạ trên bầu trời Kursk trong đêm. Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng lực lượng phòng không của họ đã đánh chặn 13 UAV trên bầu trời Kursk vào sáng 6 tháng 8. Cũng hôm 6 tháng 8, một blogger quân sự của Nga cho hay bốn xe tăng của Ukraine đã tiếp cận biên giới Nga. Trong một thông báo khác, blogger này viết rằng phía Ukraine sử dụng bộ binh và xe thiết giáp. Theo người này, Kiev tổ chức tấn công vào một số khu vực dọc đường biên giới và đã xảy ra đấu pháo giữa đôi bên. Vụ tấn công mới nhất này có thể nhằm phân tán lực lượng Nga cũng như nâng cao nhiệt khí cho binh sĩ Ukraine và tinh thần người dân Ukraine vào lúc này. Trước khi xung đột nổ ra vào tháng 2 năm 2022, Ukraine hầu như không sản xuất bất cứ loại vũ khí nào cho lực lượng vũ trang và chủ yếu dựa vào nguồn cung cấp có từ thời Liên Xô cũng như sự hỗ trợ từ các đối tác quốc tế. Giờ đây, Kiev đang sản xuất máy bay không người lái, đạn pháo và tên lửa với tốc độ chóng mặt để bổ sung cho kho vũ khí của mình. Không chỉ vậy, Reuters mới đây dẫn lời Tổng thống Ukraine cho biết, Ukraine đã đầu tư thêm kinh phí cho chương trình tên lửa trong nước nhằm thu hẹp khoảng cách về năng lực với Nga, quốc gia sở hữu nhiều loại vũ khí tầm xa. Ukraine đã ưu tiên tự sản xuất máy bay không người lái UAV kể từ khi nổ ra xung đột với Nga vào cuối tháng 2 năm 2022. Họ cũng cố gắng tăng sản lượng vũ khí trong nước, điển hình như tên lửa chống hạm có thể tấn công cả mục tiêu trên bộ mang tên Neptune. Ông Zelensky nhấn mạnh, nguồn tài trợ bổ sung đã được chúng tôi phân bổ cho chương trình tên lửa, sẽ có thêm nhiều tên lửa sản xuất trong nước nữa song không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Kiev cho biết đã dùng tên lửa Neptune để đánh chìm tàu tuần dương Moscow, xoáy hạm của hạm đội Biển Đen ở giai đoạn đầu cuộc xung đột. Kiev sau đó đã có những sửa đổi nhất định để biến Neptune thành tên lửa tấn công mặt đất. Ukraine hiện đang thực hiện các bước đi lớn hơn để hội nhập ngành công nghiệp quốc phòng trong nước với ngành công nghiệp quốc phòng của NATO và Liên minh châu Âu. Trong thời gian gần đây, Kiev gần đây đã mở văn phòng tại Washington để đạt được mục tiêu đó, đồng thời hợp tác sâu rộng hơn với các nhà sản xuất vũ khí phương Tây. Dù các loại vũ khí mới tạo ra một số lợi thế trên chiến trường, nhưng giới phân tích cho rằng Ukraine vẫn gặp khó khăn khi muốn đẩy lùi Nga ra khỏi các vùng lãnh thổ. Một sĩ quan thuộc Lữ đoàn Pháo binh 148 của Ukraine cho biết, Kiev vẫn cần rất nhiều thứ nữa. Nguồn vũ khí và nhân lực hiện tại chưa đủ để lật ngược tình thế. Chúng tôi đủ khả năng giữ chân đối phương, nhưng không thể thay đổi đáng kể tình hình mặt trận. Sĩ quan này cho biết, đồng thời chỉ ra rằng trên thực tế, Nga vẫn hoàn toàn chiếm ưu thế trên không. Theo tờ Kiev Independent, Tendrovskaya là hòn đảo ở phía bắc biển đen và ở phía tây nam đất liền của vùng khe sơn của Ukraine. Hòn đảo này đang nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Chia sẻ trên Telegram vào hôm 7 tháng 8, cơ quan tình báo quân sự Ukraine HUR cho biết lực lượng tác chiến đặc biệt của đơn vị Atan và trung tâm hàng hải của HUR đã thực hiện nhiệm vụ ở phía bắc biển đen. Theo HUR, một nhóm đặc nhiệm đã đổ bộ lên đảo Tendrupskaya trong đêm và phá hủy các xe bọc thép MT-LB cùng các hệ thống tác chiến điện tử và công sự của Nga. Tuyên bố nhấn mạnh thêm, quân đội Nga đã chịu tổn thất về binh sĩ, nhưng con số thương vong chính xác chưa thể xác định. HUR khẳng định nhóm tấn công Ukraine không chịu tổn thất nào. Trong khi đó, theo thông tin Vladimir Sando, lãnh đạo do Nga bổ nhiệm ở tỉnh Kherson cho biết, 8 xuồng chở đặc nhiệm Ukraine và 4 xuồng yểm trợ hỏa lực cùng một số drone chiến đấu và trinh sát đã tìm cách đột kích đảo Tendrovskaya. Theo Sando, lính hải quân Nga và quân nhân từ các đơn vị khác đã khai hỏa bằng nhiều loại vũ khí vào các xuồng cao tốc Ukraine khi chúng tiếp cận hòn đảo, khiến 3 xuồng cùng thuyền viên bị bắn chìm. Những xuồng khác đã phải rút lui sau khi chịu thương vong và thiệt hại. Quan chức này cho biết đây là lần thứ hai lực lượng Ukraine tìm cách đổ bộ lên đảo Tendrovskaya trong năm nay và cả hai lần đều bị chặn đứng. Đảo Tendrovskaya có chiều dài 65 km, chiều rộng tối đa 1,8 km, nằm ở khu vực phía tây nam tỉnh Kherson và tây bắc Biển Đen. Kiểm soát được đảo này sẽ giúp Ukraine có thể phát động tấn công nhằm vào các khu dân cư ven biển ở Kherson cũng như bán đảo Crimea. Hồi tháng 4, Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB thông báo đã cùng Bộ Quốc phòng chặn đứng cuộc đổ bộ của đặc nhiệm Ukraine lên đảo Tendrovskaya bắt sống một thành viên trong nhóm đột kích. Video do FSB đăng cho thấy drone Nga thả đầu nổ xuống một chiếc xuồng đứng yên trên mặt nước, tạo ra vụ nổ lớn. Đoạn sau của video là hình ảnh thi thể biệt kích Ukraine trên chiếc xuồng cùng số vũ khí mà lực lượng này mang theo cho chiến dịch đổ bộ. FSB cho biết đã nhận được tin tình báo về kế hoạch đổ bộ của lực lượng Ukraine nên kịp thời thiết lập trận địa phục kích. Theo TASS, Bộ Quốc phòng Nga cho biết máy bay chiến đấu Su-25 đã tấn công vào thành trì và binh sĩ Ukraine tại khu vực thuộc phụ trách của nhóm chiến đấu phía đông, Battle Group X của Nga. Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, phi hành đoàn trên máy bay Su-25 đã thực hiện một cuộc tấn công bằng tên lửa không dẫn đường vào thành trì của đối phương và lực lượng quân sự trong khu vực phụ trách của nhóm chiến đấu phía đông. Tất cả các mục tiêu đã bị bắn trúng. Bộ này cho biết thêm, khí tài đặc biệt và quân đội của đối phương đã bị loại bỏ. Trong thời gian qua, tận dụng đối thủ không có hỏa lực để phòng vệ, Nga liên tục triển khai cường kích Su-25 tấn công vào phòng tuyến của Ukraine. Ví dụ, từ giữa tháng 4, Nga liên tục điều Su-25 cường kích tầm thấp, bay qua tiền tuyến xung quanh Chachovia, quyết giành lấy thị trấn chiến lược. Su-25 là máy bay tấn công mặt đất, được thiết kế để yểm trợ cho các lực lượng mặt đất cả ban ngày và ban đêm. Hiện nay, quân đội Nga biên chế các phiên bản Su-25, gồm Su-25SM, Su-25SM-3 và Su-25UB. Máy bay sử dụng hai động cơ phản lực cho phép bay với tốc độ tối đa 950 km h vận tốc leo cao có thể lên đến 58 m một giây. Trần bay tác chiến là từ 5.000m đến 7.000m và tối đa là 10.000m. Là cương kích với nhiệm vụ tấn công các mục tiêu của Ukraine trên mặt đất, máy bay Su-25 của Nga phải đương đầu với rất nhiều thách thức, đặc biệt từ các hệ thống tên lửa phòng không góc vai Manpass mà phương Tây đã viện trợ cho Ukraine. Ngoài một khẩu pháo 2 nòng 30mm với 250 viên đạn pháo, Su-25 có thể mang hơn 4 tấn đạn dược bao gồm tên lửa, rocket, bom điều khiển và không điều khiển, thậm chí cả pháo bổ sung. Su-25 được trang bị các tấm thép và titan dày từ 6mm đến 25mm xung quanh buồng lái, các bộ phận của thân máy bay và cánh cũng như các bình nhiên liệu. Vừa qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các phi công Ukraine đã bắt đầu lái tiêm kích F-16 để thực hiện các hoạt động trong nước xác nhận sự hiện diện được mong đợi từ lâu của các tiêm kích do Mỹ sản xuất hơn 29 tháng sau khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra. Ông Zelensky phát biểu F-16 đã có mặt tại Ukraine. Chúng tôi đã làm được. Tôi tự hào về những binh sĩ của chúng tôi, những người đang làm chủ những chiếc máy bay này và đã bắt đầu sử dụng chúng để phục vụ đất nước. Sự xuất hiện của những chiếc tiêm kích F-16 là cột mốc quan trọng đối với Ukraine mặc dù vẫn chưa rõ có bao nhiêu chiếc đã được phương Tây giao đến và chúng sẽ có tác động như thế nào trong việc tăng cường phòng không và trên chiến trường. Europin Pravda dẫn nguồn từ cơ quan báo chí của NATO đã chiếu một đoạn video cho thấy cảnh phi công Ukraine tập luyện trên máy bay chiến đấu F-16. Những chiếc đầu tiên trong số đó đã hoạt động trên bầu trời Ukraine. Cụ thể, đoạn video ngắn về quá trình huấn luyện phi công và kỹ thuật viên Ukraine lái F-16 tại Đan Mạch đã được đăng trên trang X Twitter chính thức của NATO. Một trong những phi công cho biết F16 rất thú vị khi lái, mặc dù máy bay MiG của Liên Xô không quá nhàm chán. Anh nói, "Tuy nhiên, F16 chắc chắn thích nghi hơn, nó di chuyển rất dễ dàng." Trong video, thiếu tướng Jan Dam, Tư lệnh Không quân Hoàng gia Đan Mạch cho biết, "Những chiếc F16 dù là mẫu tương đối cũ, nhưng chúng đã được hiện đại hóa nhiều lần." Ông Dam nhận định bây giờ nó là máy bay rất hiện đại và có thể sánh với các chiến đấu cơ tốt nhất của phương Tây. Trong khi đó, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói trong cuộc họp báo ở Moscow rằng số lượng tiêm kích F-16 sẽ giảm dần, chúng sẽ bị bắn hạ. Tất nhiên, những đợt chuyển giao loại tiêm kích này sẽ không gây được tác động đáng kể nào tới diễn biến trên chiến trường. Theo ông Peskov, tiêm kích F-16 sẽ không phải vũ khí kỳ diệu cho lực lượng Ukraine. Phát ngôn viên Điện Kremlin nói thêm, nếu tôi nhớ không nhầm thì phần thưởng dành cho lực lượng nào của Nga bắn hạ F-16 đã được công bố rồi đấy. Từ khi xung đột bùng phát, Kiev nhiều lần đề nghị đồng minh phương Tây cung cấp tiêm kích F-16 do Mỹ sản xuất. Ukraine hy vọng sự hiện diện của F-16 sẽ giúp nước này tăng cường năng lực phòng vệ trước các cuộc oanh tạc của Nga. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova mới đây tuyên bố, chính phủ Ukraine đã trở thành một tổ chức khủng bố hoạt động thay mặt các quốc gia phương Tây và các cơ cấu nhà nước ngầm của họ. Bà cũng đặt câu hỏi phải làm gì để thuyết phục người dân Mỹ rằng, bằng cách tài trợ cho Ukraine, chính phủ của họ đang tài trợ cho khủng bố. Quan chức này đã lên án Kiev sau khi quân đội Ukraine tiến hành cuộc tấn công vào vùng Kursk của Nga trước đó một ngày và một số thường dân đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Ukraine. Bà Zakharova nhắc lại quyết định của Mali hồi đầu tháng này về việc cắt đứt quan hệ ngoại giao với Kiev sau khi các quan chức Ukraine tuyên bố chịu trách nhiệm về vụ phiến quân Turek phục vụ các nhà thầu quân sự Nga. Một phát ngôn viên của tình báo quân đội Ukraine gọi đây là hoạt động quân sự thành công của cơ quan ông, nhưng Mali mô tả đây là sự hỗ trợ cho chủ nghĩa khủng bố ở khu vực Sahel của châu Phi. Bộ Ngoại giao Ukraine sau đó đã phủ nhận sự liên quan của Kiev trong vụ việc, trong khi nước láng giềng Niger cùng với Mali lên án Ukraine đã cắt đứt quan hệ với nước này. Bà Zakharova cảnh báo, mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn khi chủ nghĩa khủng bố Ukraine lan rộng khắp hành tinh, đó không phải là một trò đùa. Ở một diễn biến khác, các đặc nhiệm cơ quan an ninh Liên bang Nga FSB gần đây đã thu được một lô tài liệu mật và nhiều vũ khí bị quân đội bỏ lại trong địa phận thành phố Mariupol. Hãng thông tấn TASS dẫn tuyên bố từ FSB cho biết những tài liệu được nhân viên của họ thu giữ nói trên có nguồn gốc từ Bộ Quốc phòng Ukraine. Thông cáo từ chi nhánh FSB ở khu vực Donbass viết, ngoài lô tài liệu mật, chúng tôi còn thu được một hòm chứa vũ khí chống tăng, súng phóng liều Ford 600 và khoảng 30 quả lựu đạn. Hòm chứa vũ khí này được quân đội Ukraine chuẩn bị khi chiến sự nổ ra ở Mariupol. Dự kiến các tài liệu mật sẽ được truyền cho các cơ quan có thẩm quyền để tiến hành nghiên cứu. Những bức ảnh được FSB đăng tải cho thấy các tài liệu họ thu giữ liên quan tới nhiều sĩ quan trong quân đội Ukraine. Hiện chính quyền Kiev chưa đưa ra phản hồi trước những thông tin do FSB công bố. Trang tin quân sự Militani, trích dẫn lời đại diện lữ đoàn không quân tấn công số 79 của Ukraine cho biết, phía Nga đã sử dụng xe bọc thép chở quân và xe tăng để tập kích làng Kostiantinovka. Ở khu vực Kurakhov thuộc vùng miền đông Donetsk, các lực lượng Moscow đã cố gắng giành quyền kiểm soát các ngôi làng Kostiantinovka và Paraskovivka suốt thời gian qua. Cuộc tấn công gần đây của họ nhằm vào các vị trí của lính dù và tiểu đoàn bộ binh 471 của Ukraine. Theo nhà chức trách Ukraine, binh lính Kiev đã sử dụng máy bay không người lái UAV trinh sát để liên tục theo dõi hoạt động của các nhóm thiết giáp Nga, đồng thời điều chỉnh hỏa lực nhắm vào đối phương. Trong video mới công bố, một số xe bọc thép chở quân có bánh xích của Nga bắt đầu tiến vào làng Kostyantinovka. Bình sĩ Nga đã cố gắng đổ bộ gần những ngôi nhà bị phá hủy, nhưng các cuộc không kích của Ukraine đã buộc họ phải quay lại và rời khỏi làng. Hãng thông tấn TASS đưa tin, cập nhật chiến trường ngày 6 tháng 8, Bộ Quốc phòng nga cho biết lực lượng nga đã giành quyền kiểm soát làng Timofejevka thuộc tỉnh Donetsk. Bộ quốc phòng nga tiếp tục đưa tin về hoạt động của những nhóm tác chiến của nga trong ngày 7 tháng 8. Trong đó đáng chú ý nhất là hoạt động của nhóm tác chiến phía nam và phía tây khi hai nhóm này gây nhiều thương vong nhất cho Ukraine trên chiến trường. Cụ thể, nhóm tác chiến phía nam đã cải thiện vị trí chiến thuật và gây thiệt hại cho các lữ đoàn Ukraine tại gần các khu định cư Chasopja. Kostiantinovka, Vekne Kamenskoy, Ivano ivano Ivanopoli, Grigorovka, Pretechino, Ostroy và Konstantinovka của tỉnh Donetsk. Còn nhóm tác chiến phía Tây giành được nhiều vị trí lợi thế hơn và gây thương vong cho một số lữ đoàn Ukraine gần khu định cư Sinkovka và Tabayevka ở tỉnh Kharkov, khu định cư Stenmakovka ở tỉnh Lugansk và Toskoy ở tỉnh Donetsk. Trong ngày 6 tháng 8, quân đội Nga vẫn tiếp tục pháo kích vào nhiều nơi trên khắp Ukraine, trong đó đáng chú ý nhất là ở tỉnh Kharkov. Tổng thống Ukraine ông Volodymyr Zelensky cho biết Nga đã tấn công tên lửa vào trung tâm thành phố Kharkov, nghi là có sử dụng tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander. Ngoài nhiều điểm giao tranh ở Donetsk, hai bên còn đụng độ khốc liệt tại các tỉnh Kharkov và Zaporizhia. Quân đội Ukraine cho biết Nga đã tiến hành 50 đợt không kích với 64 quả bom lượn dẫn đường tổ chức 752 cuộc tập kích bằng máy bay không người lái UAV cảm tử và nã hơn 4.800 quả đạn pháo, 114 quả rocket phóng loạt tại Ukraine. Nga kiểm soát Crimea kể từ khi sắp nhập bán đảo này vào năm 2014 và đặt trụ sở hạm đội Biển Đen ở Sevastopol. Tuy nhiên, kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát, Kiev đã nhiều lần tấn công các mục tiêu ở Crimea, phá hủy hoặc làm hư hại khoảng một nửa số tàu chiến của hạm đội Biển Đen. Và mới đây nhất, lực lượng Ukraine cho biết quân đội Nga đã gia tăng số lượng tàu chiến ở Biển Đen. Cụ thể, theo Hải quân Ukraine, Nga đã triển khai hai tàu chiến được trang bị tên lửa hành trình Kalib đến Biển Đen, trong khi một ngày trước đó chỉ có một tàu được ghi nhận ở khu vực này. Tại khu vực biển địa Trung Hải, ghi nhận sự xuất hiện của hai tàu chiến Nga, một trong số đó được trang bị 16 tên lửa hành trình Kalib. Tại biển Azov, không ghi nhận sự xuất hiện của tàu chiến Nga. Được biết, người phát ngôn của Hải quân Ukraine, ông Dmitry nói rằng Nga đã thay đổi chiến thuật ở Biển Đen và Biển Azov. Thay vì triển khai tàu nổi, Nga chuyển sang sử dụng tàu ngầm. Người phát ngôn lưu ý rằng với chiến thuật này, tàu ngầm của Nga khó bị phát hiện và tiêu diệt hơn. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng Kiev vẫn có thể giành lại Crimea nếu có đủ vũ khí, nhân lực và thời gian. Ukraine có thể tiến hành chiến dịch vượt qua eo đất Pereko, nơi chia tách Crimea với đất liền Ukraine hoặc vượt qua vùng đầm lầy Sivas ở phía đông để đến Crimea. Nhưng để làm được điều này, trước tiên Ukraine cần phải đột phá qua phòng tuyến Suvorikin của Nga, một hệ thống phức tạp gồm các công sự phòng thủ và chướng ngại vật trên khắp các lãnh thổ do Nga kiểm soát ở phía nam và phía đông Ukraine mà Kiev chưa bao giờ xuyên thủng được. Theo ông Sergei Sumleny, người sáng lập Trung tâm Sáng kiến Phục hồi châu Âu của Đức, câu hỏi hiện nay là khi nào Ukraine sẽ tích lũy được nhiều hỏa lực như vậy, không chỉ pháo binh mà còn cả không quân để họ có thể vượt qua các tuyến phòng thủ của Nga và sau đó tiếp cận Crimea. Ông Sumlani cho biết, nếu và khi quân đội Ukraine đến Crimea, họ có thể phá hủy cầu Kerch và tuyến phà cuối cùng qua biển Azov, cắt đứt mọi tuyến tiếp tế của Nga đến bán đảo này và cô lập lực lượng Nga tại đây. Theo ông Sumlani, lịch sử cho thấy Crimea dễ bị tấn công. Năm 2021, Hồng quân Liên Xô đã đánh bại quân Bạch vệ và giành quyền kiểm soát bán đảo. Năm 1941, phe trục đã xâm lược Liên Xô trong chiến dịch Barbarossa với lực lượng trên bộ bao vây Sevastopol. Ông Sumleny nói, Crimea thực tế là một pháo đài không thể bảo vệ được. Vì vậy theo quan điểm của tôi, nếu quân đội Ukraine vượt qua được eo đất Perekop, lực lượng Nga sẽ phải đối mặt với một trong hai lựa chọn: rút lui ngay lập tức khỏi Crimea hoặc bị đánh bại và bị bắt giữ. Tuy nhiên các chuyên gia khác nhận định thận trọng hơn. Ông Temnicki, chuyên gia tại trung tâm Á-Âu, Hội đồng Đại Tây Dương của Mỹ, cho rằng một cuộc tấn công toàn diện nhằm giành lại Crimea là rất khó xảy ra do những tổn thất to lớn mà Ukraine đang phải gánh chịu. Đã có những lo ngại rằng Nga sẽ cân nhắc đến lực lượng hạt nhân nếu quân đội của họ đang trên bờ vực mất Crimea. Theo truyền thông châu Âu, các chính phủ thành viên Liên minh châu Âu đã phê duyệt khoản thanh toán thường xuyên đầu tiên cho Ukraine là 4,2 tỷ euro, tương đương 4,58 tỷ đô la Mỹ, trong số 50 tỷ euro mà EU đã dành để hỗ trợ tài chính cho Kiev. Khoản tiền này sẽ được cung cấp dưới dạng tiền vay và tài trợ sau khi Ukraine đáp ứng các điều kiện giải ngân, bao gồm cải cách quản lý tài chính công, quản trị doanh nghiệp nhà nước, môi trường kinh doanh, năng lượng và giá phá bom mìn. Hồi giữa tháng 7, theo EU, trong số những cải cách mà Ukraine đã thực hiện thành công có thông qua luật mới về chuyển đổi Cục An ninh Kinh tế Ukraine. Chức năng của cơ quan này sẽ bao gồm chống trốn chốn thuế và tội phạm kinh tế cũng như bổ nhiệm người đứng đầu các doanh nghiệp nhà nước dựa trên kinh nghiệm quản lý của họ. Các quy định sẽ do một ủy ban gồm 6 thành viên, với một nửa trong số đó là các chuyên gia quốc tế đưa ra. Thông cáo báo chí của Ủy ban châu Âu EC nêu rõ, Ukraine đã thông qua những thay đổi về mặt lập pháp nhằm áp dụng các tiêu chuẩn quản trị doanh nghiệp gần hơn với các tiêu chuẩn quốc tế, kể cả việc xác định rõ ràng quyền hạn của ban giám sát tại các doanh nghiệp nhà nước. Thời điểm đó, Chủ tịch EC Ursula von der Leyen nhấn mạnh EU sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine miễn là điều đó cần thiết. Tổng cộng, Ukraine sẽ nhận được tới 50 tỷ euro trong giai đoạn 2024-2027 như một phần của chương trình hỗ trợ tài chính, song không có viện trợ quân sự phần lớn số tiền được cung cấp dưới hình thức tín dụng, các khoản viện trợ chỉ ở mức 13 tỷ euro, tương đương 14,2 tỷ đô la Mỹ. Cho đến nay, Ukraine đã nhận được 6 tỷ euro tiền tài trợ Bắc Cầu, Bridge Financing và 1,9 tỷ euro tiền tài trợ trước từ quỹ này. Các tổ chức của EU là nhà tài trợ lớn về hỗ trợ tài chính cho Ukraine đã cung cấp 37 tỷ euro cho Ukraine. Tuy nhiên, Mỹ hiện là nhà tài trợ lớn nhất với khoảng 75 tỷ euro và hỗ trợ quân sự hơn 51 tỷ euro. Trước đó, Hungary đã ngăn chặn ba khoản viện trợ trị giá 500 triệu euro riêng biệt thuộc Quỹ Cơ sở Hòa bình châu Âu EFF cũng như 5 tỷ euro, tương đương 5,4 tỷ đô la Mỹ được phân bổ cho Quỹ hỗ trợ Ukraine của EFF. Budapest đã phê duyệt việc cấp tiền mặt cho Quỹ hỗ trợ Ukraine vào tháng 3 nhưng hiện từ chối ký vào các tài liệu cần thiết để giải ngân viện trợ. Vào tháng 7, Hungary đã ngăn Liên minh châu Âu-EU hoàn tiền cho các quốc gia thành viên đã viện trợ vũ khí cho Ukraine cho đến khi Kiev bảo lệnh cấm vận chuyển dầu đối với công ty năng lượng Lukoil của Nga. Liên bang Nga từng nghi ngờ rằng Ukraine đã lên kế hoạch tấn công nước này trong cuộc duyệt binh ngày hải quân vào tháng 7 mà Tổng thống Vladimir Putin có tham dự. Nga đã liên lạc với Mỹ để nói về những lo ngại của mình. Ngoài ra, truyền hình nhà nước Nga nói rằng thông tin này là bí mật quốc gia và không cung cấp thêm chi tiết. Bộ Ngoại giao Ukraine đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận về thông tin trên. Truyền hình nhà nước Nga dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov nói rằng lo ngại về vụ tấn công là quá lớn. Đến nỗi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Andrei Belushov đã liên lạc với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin về những nghi ngờ này. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Nga mới đây lên tiếng cho rằng các thông tin truyền thông nói Ukraine chuẩn bị âm mưu ám sát Tổng thống Vladimir Putin và Bộ trưởng Quốc phòng Andrei Belushov vào ngày Hải quân là cách giải thích không chính xác lời phát biểu của Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov. Cụ thể, một số cơ quan truyền thông đã đăng tải bài viết cho rằng một âm mưu ám sát ông Putin và ông Belushov được chuẩn bị tại cuộc duyệt binh hải quân chính ở Saint Petersburg vừa qua. Phát biểu của thứ trưởng Ryabkov được trích dẫn trên các phương tiện truyền thông như một nguồn tin, trong khi tài liệu không đưa ra tuyên bố cụ thể của thứ trưởng. Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh những thông điệp này là kết quả của việc các nhà báo hiểu sai về cuộc phỏng vấn với thứ trưởng Bộ Ngoại giao Sergei Ryabkov trên kênh truyền hình Russia One vừa qua. Bộ chỉ ra rằng nhà ngoại giao không đưa ra câu trả lời khẳng định cho câu hỏi trực tiếp về việc chuẩn bị cho vụ ám sát, ông chỉ thừa nhận rằng có mối liên hệ nhất định với loại sự kiện này. Bộ kêu gọi đại diện truyền thông kiểm tra kỹ thông tin được công bố để không bóp méo nhận định của lãnh đạo Bộ Ngoại giao và nếu cần thiết sẽ yêu cầu làm rõ thêm. Liên quan đến vụ việc trên, theo Sputnik, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine, ông Kirill Budanov hồi đầu tháng 7 tiết lộ, các cơ quan mật vụ của nước này đã cố gắng ám sát Tổng thống Nga Putin nhưng không thành công. Thời điểm đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga bà Maria Zakharova viết trên kênh Telegram rằng ông Budanov, một trong các quan chức lãnh đạo của Kiev, đã thừa nhận việc tình báo Ukraine âm mưu ám sát Tổng thống Nga. Vụ ám sát này một lần nữa được chuẩn bị bằng tiền của Mỹ. Nếu không có tiền tài trợ, sẽ không có hoạt động độc hại nào của tình báo, các lực lượng vũ trang Ukraine và chính quyền Kiev nói chung. Bà Zakharova cho rằng Washington nên sử dụng số tiền cung cấp cho Kiev để tài trợ cho cảnh sát và các cơ quan hành pháp khác ở Mỹ. Trong một thông điệp đăng tải trên kênh Telegram, quyền thống đốc vùng Kursk, Alexei Smirnov viết lực lượng Kiev đã cố gắng vượt biên vào Nga từ vùng Sumy. Binh sĩ hai bên đã giao tranh ở các quận Sudyansky và Konievsky thuộc Kursk. Đài RT dẫn lời ông Smirnov nhấn mạnh lực lượng biên phòng và quân đội chính quy của Nga đã ngăn chặn được vụ xâm phạm biên giới. Quan chức này cảnh báo một vụ xâm nhập bất thành có thể sẽ tiếp nối bằng một chiến dịch tuyên truyền thông tin sai sự thật của Ukraine. Ông kêu gọi công chúng không nên mắc bẫy và chỉ tin tưởng vào các nguồn thông tin chính thống. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc lực lượng Ukraine gồm 300 binh sĩ và 30 xe bọc thép đã cố gắng vượt biên vào vùng Kursk của Nga. Theo phía Moscow, một nửa số xe bọc thép của Ukraine đã bị phá hủy. Trong đó, theo kênh truyền hình Musk, một nhóm khoảng 100 binh sĩ Ukraine đi xe bọc thép, bao gồm cả xe Humvee do Mỹ chế tạo, đã tiếp cận biên giới Nga. Tại khu vực quận Sudyansky, họ mang theo súng trường tự động M4 của Mỹ cùng lựu đạn và thuốc nổ C4. Nga tuyên bố lực lượng biên phòng và thành viên cơ quan an ninh liên bang Nga đã và đang đẩy lùi cuộc tấn công của Ukraine, đồng thời bắn pháo vào phía Kiev ở khu vực biên giới quốc gia và vào các mục tiêu của Ukraine ở vùng Sumy. Theo TASS tại Kharkov, một cuộc tấn công của Iskander OTRK đã phá hủy tòa nhà của Tổng cục Biên phòng khu vực phía đông Ukraine, nơi trang bị sở chỉ huy của lực lượng vũ trang Ukraine. Theo trinh sát trên không và thông tin từ Kharkov, các sĩ quan của cơ quan tình báo quân đội Ukraine GUR thường được nhìn thấy gần tòa nhà. Đây cũng là nơi người đứng đầu đơn vị đồn trú Kharkov của lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Sergei Menik thường đến họp. Trước đó, một cuộc tấn công tên lửa vào ban đêm ở Kiev đã đánh trúng mạng lưới hầm ngầm trên lãnh thổ của một trong những cơ sở công nghiệp nơi có các sĩ quan cấp cao của Bộ Tổng tham mưu Ukraine và quân nhân NATO chịu trách nhiệm vận hành các tàu ngầm do phương Tây sản xuất. Việc sản xuất vũ khí và lắp ráp máy bay không người lái hạng nặng cũng được thực hiện ở đó. Trước những cuộc giao tranh đang diễn ra ác liệt một quan chức hàng đầu của Nga cảnh báo, Ukraine càng trì hoãn đàm phán hòa bình, các điều kiện sau này sẽ càng khó khăn hơn với người dân Ukraine. Nhưng trong một thông điệp đăng tải trên mạng xã hội X mới đây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định sẽ không thay đổi kế hoạch hòa bình do ông đề xuất, trong đó yêu cầu Moscow phải rút hết quân khỏi mọi vùng lãnh thổ của Ukraine, đưa các đường biên giới trở về năm 1991. Ông Zelensky lưu ý, đã có thêm một quốc gia là Botswana ký vào thông cáo chung ủng hộ Kiev sau hội nghị thượng đỉnh hòa bình ở Thụy Sĩ Lãnh đạo Kiev nhấn mạnh, động thái cho thấy danh sách các đối tác hòa bình của Ukraine đang tăng lên và hiện đạt tới 90 nước. Ông Zelensky kết luận, mục tiêu kiên định của chúng tôi là chuẩn bị nền tảng thực sự cho việc kết thúc công bằng cuộc xung đột Nga-Ukraine ngay trong năm nay và điều đó là khả thi. Cho đến nay, Nga vẫn bác bỏ kế hoạch hòa bình của ông Zelensky với lý do các đề xuất xa rời thực tế.